Bên này đâu ạ? Hỗ tay lớn lớn của đồng men và tinh thần lên 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 go. Dừng nhiều. Cứ mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Trước đôi ta như thế này cứ trôi qua mỗi ngày rất đơn giản mà thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau anh lặng im không nói, nhiều lúc em như trẻ con cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc đôi ta giận nhau vu vơ chẳng biết vì điều gì, nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui mà còn ta khổ đau, mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc. Trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Chính là anh. Yeah. Xin mời tất cả mọi người có thể giơ cao tay và vỗ tay lên nhé. Và cùng chia tay nhau trong một tối thật đặc biệt ạ. Xin rất nhiều. Lên lên. Cứ mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không, anh chỉ ước đôi ta như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày đơn giản mà thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau anh lặng im không nói, nhiều lúc em như trẻ con cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc đôi ta giận nhau vu vơ chẳng biết vì điều gì, nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui mà còn cả khổ đau, mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc. Và bước trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Chính là anh. Chính là anh Lê Hoàng. Khúc sôi động vừa rồi cũng là lời tạm biệt của chương trình gửi đến tất cả các bạn. Trong đêm ngày hôm nay, Tiêu Trang Như Quỳnh The Man đã thực sự tỏa sáng. Và hy vọng các bạn đã có những giây phút thư giãn thoải mái cùng với chương trình Tôi Tỏa Sáng. Tôi Tỏa Sáng số thứ 9 do VTV9 kết hợp cùng truyền thông Khang thực hiện sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2014, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV9, VTV Huế, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng và một số đài địa phương khác. Đừng bỏ lỡ nhé, chúng tôi sẽ quay lại và còn nhiều nhiều điều thú vị hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.